Hello, xin chào cả nhà. Thì cũng như mọi ngày, hôm nay là sáng thứ ba ngày 28 tháng 4 năm 2020. Mình có giao một lô bông trang gồm 10 cây trang trắng về cho chú Thiện ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Thì chú mua cây bông trang màu trắng này với số lượng là 10 cây, là chú nói là mục đích chủ yếu là về chú cắt bông để làm thuốc. Còn cái thân á, thì chú sẽ đặt xuống trồng để gầy giống lên. Thì mình nghe về làm thuốc á, thì mình rất là quý ở chú. Tại vì chú làm thuốc rồi chú cho các nhà thuốc nam, rồi cho các người mà cần cái vị thuốc đó để bốc thuốc cho người bệnh. Thì mình để giá cho chú là cũng bình dân hữu nghị như bán cho các bạn, tất cả mọi người. Với mục đích là chủ yếu là mình lựa những cây có bông cho chú để chú về cắt, chú làm thuốc liền. Đó cho nên mình lựa là có bông hết. Còn những cây mà chưa có bông á, thì mình để lại một thời gian cho nó có bông, rồi xong rồi lại bán tiếp cho khách. Cứ vòng vòng như thế thôi, chứ không phải khách này mình lựa có bông, khách kia mình lựa không có bông. Cũng có một số khách mua bông và dặn là đừng lấy có bông á các bạn, kêu cắt bông đi để cho cây nó khỏe. Nhiều khách mỗi yêu cầu mỗi khác nhau. Rồi thì sáng nay mình giao 10 cây bông trang màu trắng lá nhỏ này cho chú Thiện ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Ở đây còn mấy chậu bản mình chưa có vô bầu ni lông. Thì bây giờ tiếp tục vô và một hồi nó sẽ gửi cho chú. Đấy, mình quay sơ lược 10 cây bông trang màu trắng cho các bạn xem để các bạn có sự tham khảo để mà đặt hàng. Rồi mình xin kết thúc video ở đây. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ và vẫn luôn luôn không quên là nâng cao ý thức tinh thần phòng chống dịch bệnh COVID-19. Mặc dù giãn cách xã hội đã được nới lỏng, nhưng mà chúng ta vẫn phải luôn luôn là bảo vệ cho chính bản thân mình, cho gia đình và cho xã hội, là bằng cách là luôn đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và rửa tay sạch trước khi và sau khi làm bất cứ một việc gì đó. Như vậy là góp phần là bảo vệ cho gia đình mình và xã hội đó các bạn. Rồi mình kết thúc video ở đây. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.